Kinh văn. A Nan đường trì thị chú thường hữu bát vạn tứ thiên na do tha hằng hà sa cầu trì kim cang tạng vương bồ tát chủng tộc nhất thiết giải hữu trừ kim cang chúng nhi vi quyến thuộc chú dạ tùy thị. Việc dịch: A Nan, nên biết chú này thường có 84.000 na do tha hằng sa cầu trì chủng tộc kim cang tạng vương bồ tát, mỗi mỗi đều có các chúng kim cang làm quyến thuộc đêm ngày theo hầu. Giảng giải: Na Do Tha là một trong 14 số lớn nhất. Trong ngôn ngữ Sanskrit, có người nói Na Do Tha bằng 1 tỷ tỷ, người khác cho là 10 tỷ tỷ. Nói chung, nhìn chung, đó là con số rất lớn. Hàng xa câu chi tương đương 1 tỷ tỷ. Không chỉ Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát hộ trì thần chú, mà các quyến thuộc của Kim Cang cũng đều tham gia bảo hộ. Đêm cũng như ngày luôn theo giúp người tụng chú lăng nghiêm. Lời nguyện của các Bồ Tát như sau: Nam mô 10 phương Phật, Nam mô 10 phương Pháp, Nam mô 10 phương Tăng, Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Phật Đỉnh Tối Thắng Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. 84.000 là chỉ số lượng lớn, có nhiều vô số, thực sự không chỉ có Kim Cang Tạng Bồ Tát và các quyến thuộc, mà còn rất nhiều Bồ Tát khác cũng theo bảo hộ. Kinh văn. Thiết hữu chúng sanh, ừ tám lạ tâm, phi tàm ma địa, tâm ức khẩu trì, thị kim cang vương, thường tùy tòng bỉ, trừ thiện nam tử, hà huống quyết định, bồ đề tâm giả, thử trừ kim cang, bồ tát tạng vương, tinh tâm uẩn tốc, phát bỉ thần thức. Việt dịch: Giả như có chúng sanh với tâm tán loạn, chứ không phải tàm ma địa, tâm nhớ niệm trì chú này, thì các kim cang vương cũng thường theo bên thiện nam tử kia, huống hồ là người có tâm bồ đề quyết định. Các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đó sẽ dụng tinh tâm thần xúc tiến phát huy thần thức. Giảng giải: Giả như có chúng sanh với tâm tán loạn, tư tưởng rời rạc không tập trung được, chứ không phải tạm ma địa, tâm niệm định trì, nhưng tâm nhớ niệm trì chú này, người ấy nhớ đọc chú lăng nghiêm của Phật, thì các Kim Cang Vương, các vị Bồ Tát cũng thường theo bên thiện nam tử kia, tức những người tâm tán loạn nhưng tụng thần chú này, huống hồ là người có tâm bồ đề quyết định, người có tâm bồ đề kiên cố sẽ được các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đó sẽ dụng tinh tâm thần xúc tiến phát huy thần thức. Các Bồ Tát sẽ âm thầm giúp đỡ, và họ sẽ làm gì? Đấy là giúp quý vị phát huy trí tuệ, ý thức tản mạn của quý vị dần dần được tập trung và chú định, sau đó sẽ đạt được khả năng thiền tịnh. Sự gia hộ giúp đỡ của các Bồ Tát đều âm thầm không thể thấy biết được. Kinh văn. Thị nhân ưng thời, tâm năng ký ức, bát vạn tứ thiên hằng hà xa kiếp, châu biến liễu trì, đắc vô nghi hoặc. Việt dịch: Người ấy đến khi đó, tâm nhớ lại, được 84.000 hằng hà xa kiếp, rõ biết khắp cùng được không nghi hoặc. Giảng giải: Khi Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát thẩm giúp người ấy phát huy trí tuệ, thì người ấy đến khi đó, tâm nhớ lại được 84.000 hằng hà xa kiếp, rõ biết khắp cùng được không nghi hoặc. Họ hiểu biết rất rõ những sự việc xảy ra trong suốt quá khứ rất lâu xa, chỉ không còn nghi ngờ. Điều ấy có nghĩa họ được định trong đời sống quá khứ, biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Kinh văn. Tùng đệ nhất kiếp, nãi trí hậu thân, sanh sanh bất sanh, dược xòa la sát, cập phú đàn na, ca trà phú đàn na, kiêu bà trà, tì xá giả đẳng, tịnh trừ ngạ quỷ, hữu hình vô hình, hữu tưởng vô tưởng, như thị ác xứ. Việt dịch: Từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp cuối cùng, đời đời người ấy đều không sinh vào các loại dược xoa, la sát, phú đàn na, ca trà phú đàn na, kiều bàn trà, tì xá già, cùng các loại ngạ quỷ, có hình không hình, có tưởng không tưởng và những nơi giữ như thế. Giảng giải: Từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp cuối cùng, tức là đến khi thành Phật, đời đời người ấy đều không sinh vào các loại dược xoa. Họ vẫn còn tới lui sanh tử nhưng không sanh vào các nẻo giữ như dược xoa, tiệp tật quỷ, cũng không sinh vào la sát. Một loài quỷ giữ ăn thịt người, khi có người chết, loài quỷ này dùng bùa chú làm cho xác chết thành thịt tươi sống và ăn lấy. Họ cũng tránh phải vào đường phú đàn na, xú ác quỷ. Nếu quý vị gặp phải loài quỷ này, quý vị sẽ phát sốt ngay. Người ấy cũng không sinh làm ca tra phú đàn na, loài quỷ có mùi cực thối.
Đấy là mùi hôi thối cực mạnh, chắc chắn là quý vị chưa từng biết đến. Nếu người phải sẽ bị nôn tháo tức khắc. Loài quỷ này cũng là nguyên nhân gây nên cảm sốt, cơn nóng sốt lên đến 120 độ hoặc cao hơn, sức nóng có thể đốt cháy cả xương người. Người đó không sinh làm kiêu bàn trà, còn gọi là quỷ bí đao, loài quỷ truyền hút tinh khí người. Khi quý vị ngủ, chúng hiện đến và hút lấy tinh khí làm cho tê liệt đi. Quý vị có mở mắt ra tìm thì cũng chẳng động đậy hay nói năng gì được. Loài quỷ này rất hung dữ, chúng có thể giết người và hút lấy tinh lực. Nếu một người có dương khí thịnh, chúng quay sang hút âm khí. Thế nào là dương? Dương ở con người có nghĩa luôn luôn hạnh phúc, thực sự hạnh phúc trong tự tánh của quý vị. Đấy là kinh nghiệm cực hỷ trong tánh sở hữu. Còn như tự tánh của mình lúc nào cũng lo buồn sầu dĩ, bị nhiều áp lực, luôn chịu nhiều đau khổ dày vò thì đó là âm. Âm là thuộc tính của quỷ, dương là thuộc tinh thần. Ưu thế của dương là tinh thần, ưu thế của âm là quỷ. Người tu học Phật có lực dương trong sạch và nhẹ nhàng, đối với một người quá thịnh âm thì lực hắc ám. Người thiện họ có luồng khí trắng vây quanh, người xấu ác thì quanh họ chỉ là hắc ám đen tối. Người tung thần chú này cũng không sinh làm tỳ xá già. Tỳ xá già là loài quỷ ăn khí huyết con người. Đây là loài quỷ cực hung ác, không có chút lương thiện. Hầu hết quỷ là loài xấu là ác, nhưng trong số cũng có quỷ nhân từ như Bồ Tát, chẳng hạn như quỷ vương ra sức trừng trị các quỷ khác. Họ không sinh vào cùng các loài ngạ quỷ. Đây là loại quỷ đói, có loài quỷ bụng rất to, có loài quỷ cổ họng nhỏ như cây kim, có hình không hình, và loại có thân hình, có loại không thể nhìn thấy. Chúng không có thân hiện thực, loài quỷ ấy vô hình nhưng có ý thức, chúng ta không thể thấy. Nhưng nếu quý vị có ngũ nhãn, năm loại mắt, nhục nhãn, thiền nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn và lục thông, 6 loại thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ắt sẽ dễ dàng nhận thấy chúng. Có tưởng không tưởng, có vài loại khả dĩ suy tưởng, có loại không thể nghĩ tưởng, chúng như gỗ như đá. Và một người chỉ tụng chú lăng nghiêm sẽ không sinh vào những nơi dữ như thế. Từ đời này cho đến đời sau, họ không bao giờ sinh vào các nơi có quỷ đói hoặc các loài quỷ khác. Kinh văn: thị thiện nam tử, nhược đọc nhược tụng, nhược thư nhược tả, nhược đái nhược tạ, trừ sắc cúng dường, kiếp kiếp bất sanh, bẩn cùng hạ tiện, bất khả lạc xứ. Việt dịch: thiện nam tử đó hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc viết, hoặc chép, hoặc đeo, hoặc giữ, hoặc dùng nhiều cách cúng dường thần chú này, thì kiếp kiếp hùng sinh vào các nơi bẩn cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Giảng giải: thiện nam tử đó hoặc đọc chú từ sách, hoặc tụng theo trí nhớ, hoặc viết cẩn thận, hoặc chép, hoặc đeo bên mình người ấy, hoặc giữ lại trong nhà, hoặc dùng nhiều cách cúng dường thần chú này, cúng dường chú lăng nghiêm, do hóa thần Phật tuyên thuyết, tốt nhất là dùng các loại hương hoa đèn nến trái cây, như vậy thì kiếp kiếp hùng sinh vào các nơi bẩn cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Tôi từng nói nếu quý vị nhớ rõ chú lăng nghiêm, tức tâm trí thông thuộc từng câu chữ, thì khi chỉ chú quý vị sẽ vào được chánh định, tụng đọc được một cách lưu loát trôi chảy, ít nhất quý vị cũng có được sức khỏe trong 7 đời. Nếu quý vị liên tục tụng chú như vậy, từ đời này đến đời sau, quý vị sẽ có sức khỏe trong 7 đời, hoặc 700 hoặc 7.000 hoặc cả 7 triệu đời đều có được sức khỏe. Hẳn nhiên cũng không phải là cố định như vậy. Khi quý vị muốn mình là người khỏe mạnh, tất nhiên sẽ được. Có khi quý vị cảm thấy đầy đủ và hài lòng về chính mình, bởi vì các tỷ phú cũng có vấn đề riêng của họ mà chúng ta không thích. Khi quý vị có thể thành Phật, và một khi đã thành Phật rồi thì chẳng còn vấn đề gì. Đấy là trong trạng thái như nhiên bất động, người mãi luôn ngời sáng rõ ràng. Một người chỉ chú và trân trọng bằng mọi cách sẽ không sinh vào các nẻo khổ không có ưa thích. Quý vị không thể xa vào các nẻo như vậy, cho dù có muốn cũng không được. Tại sao? Đấy là do chú lăng nghiêm thúc đẩy, nhắc nhở quý vị không được vào đường xấu ác như thế. Ha ha ha,